Khoa Pháp gặp chuyện lớn liên quan đến vụ kéo chân 5 tỷ, chính chủ lên tiếng gây hoang mang dư luận. Tháng 6 năm 2022, YouTuber nổi tiếng Khoa Pháp khiến dư luận bàn tán xôn xao khi chia sẻ hành trình kéo chân để tăng chiều cao tại Mỹ. Theo đó, anh đã chi tổng số tiền rơi vào khoảng 5 tỷ đồng cho toàn bộ chi phí đại phẫu và chăm sóc sau ca mổ ở bệnh viện tư uy tín, đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ. Khi hoàn thành quá trình kéo chân, Khoa Pháp đã tăng chiều cao từ 1m65 lên 1m75. Anh bày tỏ hài lòng, hạnh phúc với quyết định thay đổi ngoại hình của mình. Đáng chú ý, Khoa Pháp từng có thời gian bước đi tập tễnh dù bỏ số tiền khủng kéo chân. Sau đó, nam YouTuber tiến hành tập vật lý trị liệu và có những bước đi hoàn thiện ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến cư dân mạng để bụng, thỉnh thoảng lại mang ra thắc mắc với ẩn ý mỉa mai, cà khịa anh chàng trước những câu hỏi kiểu kéo chân xong có đi lại bình thường được không, hay kéo chân xong làm việc nặng được không. Khoa Pháp vừa có đáp trả thâm thúy khiến đối phương tắt đài. Anh chàng chia sẻ trên trang cá nhân rằng nếu đã bỏ 5 tỷ ra kéo chân thì bước đi phải khệnh khạng, ung dung hơn người bình thường, thậm chí giàu có đến mức này thì ăn có người bưng, uống có người rót, ngủ có người quạt, ngay cả đi nặng cũng có người hầu. Khoa Pháp còn hài hước khuyên cư dân mạng khỏi lo xa, những người có tiền kéo chân như anh toàn ăn chơi thoải mái, chả phải lo lắng điều gì. Khoa Pháp là cái tên không còn quá xa lạ trên YouTube. Thời gian qua, anh hoàn toàn định cư ở Mỹ và chưa có ý định quay trở về Việt Nam lập nghiệp. Ngoài việc mở nhà hàng kinh doanh ở xứ sở cờ hoa, anh chàng vẫn thường xuyên làm clip YouTube chia sẻ cuộc sống sang chảnh ở trời Tây. Thậm chí mới đây, Khoa Pháp còn tự tin thừa nhận bản thân là YouTuber người Việt giàu có nhất ở Mỹ, sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng lại kín tiếng trong việc tiết lộ nguồn thu nhập. Khoa Pháp khiến khá nhiều khán giả thắc mắc lý do phía sau sự giàu có hơn người của anh chàng. Nhắc đến Khoa Pháp, chắc chắn nhiều người nghĩ ngay đến một YouTuber nổi tiếng giàu có. Những pha phung tiền không thấy tiếc của nam YouTuber sinh năm 1992 làm ai cũng phải trầm trồ. Cách đây không lâu, trên kênh YouTube của mình, YouTuber Khoa Pháp đã chia sẻ đoạn video quay lại cảnh nhà hàng lẩu anh mới mở. Điều đáng chú ý là anh đã đầu tư tới 23 tỷ đồng vào nhà hàng trên đất Mỹ. Thế nhưng giá cả chỉ tương đương một bát phở ở trời Tây, tương đương 500.000 đồng. Nhiều người thắc mắc, nếu Khoa Pháp chỉ bán rẻ như vậy thì bao giờ anh mới thu hồi được vốn liếng? Tuy nhiên, nam YouTuber lại không hề bận tâm về điều ấy. Anh còn khẳng định 30 tỷ đồng với người khác là khoản tiền lớn, nhưng với anh chỉ là như rác mà thôi. Anh chia sẻ thẳng thắn, mình biết nhiều người ghét mình, rất muốn mình làm nhà hàng này thất bại, đổ vỡ hay vỡ nợ, nhưng các bạn nên biết rằng khi đầu tư, không ai bỏ trứng vào một rổ. Mình có 10 quả trứng, mình chỉ bỏ vào nhà hàng này có một quả trứng thôi, nên nhà hàng có thành công hay không với mình không phải vấn đề. Ngầm ý khẳng định, khối tài sản gấp 10 lần chi phí bỏ ra để mở nhà hàng, Khoa Pháp càng làm người ta phải suýt xoa vì độ giàu có. Nhiều người khẳng định Khoa Pháp mở quán lẩu chỉ vì đam mê chứ lời lỗ không quan trọng. Nam YouTuber còn lên tiếng đáp trả Antifan, mình còn 9 quả trứng khác, mình đầu tư rất nhiều thứ nên mình nói các bạn biết, mình không nghèo được đâu, đừng phá làm gì cho tốn công. Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu Khoa Pháp gây bão quái mạng vì thói quen tiêu tiền. Cách đây không lâu, nam YouTuber còn làm người hâm mộ xôn xao khi tuyên bố tuyển dụng nhiều vị trí cho quán lẩu, trong đó chỉ nhặt rau cũng kiếm khoảng 1,2 tỷ đồng một năm. Bên cạnh đó, nhân viên chuyên cắt thịt cũng được Khoa Pháp trả hơn 400.000 đồng một giờ. Đây quả thực là thu nhập mơ ước của nhiều người ở thị trường Việt Nam cũng như nước ngoài. Bên cạnh những video review du lịch sang chảnh, toát ra mùi tiền và những lần đầu tư kinh doanh tốn kém, Khoa Pháp còn dành nhiều tiền để tân trang bản thân.